rất mong cả nhà thông cảm với mình nha, tại vì cái lượng cuộc gọi tới tình quá là nhiều luôn ấy cả nhà. Mình đang bán tới 1-200 xe, nhưng bây giờ chỉ có mấy chiếc rồi, cho nên rất là nhiều người gọi mấy chiếc xe đó, cho nên nó mới mau hết rồi đó cả nhà. Thì hôm nay tình lại tiếp tục về được 3 chiếc nha. Đó, nhưng mà cái chiếc này thì tình bán chắc cũng một lát là cũng hết rồi, cho nên mọi người nếu mà gọi sau thì cũng thông cảm giúp tình nha. Đó, anh em nào hơn mua chiếc được thì mình được thôi, tại vì ở đây tình bán á, thứ nhất là mình nhận cọc rồi tới lấy, hoặc là mình nhận cọc ship đi, bất kể không biết gần hay xa hay là ở đâu cũng vậy hết, tại vì anh em nói tao ở gần đây tao chạy ù cái qua là tao mua là được, chứ giờ ở gần đây cũng bắt cọc. Nhưng mà thực chất mình ưu tiên cho người ở gần, thì những người ở xa lâu nay cũng ủng hộ, cũng mua của tình á, tại sao những cái xe xấu mình bán đi được mà những cái xe đẹp mình lại để dành cho những anh em ở gần đó. Cho nên là tình không cần biết anh em ở gần hay ở xa, cứ ai điện thoại cho tình đầu tiên, ai cọc cho tình đầu tiên là tình sẽ ưu ái nha. Đó, cho nên tại sao những anh em nước ngoài ở Mỹ, ở Úc, ở Canada người ta đều mua được xe, lý do là người ta có số tài khoản, người ta chuyển cọc nhanh, cái tiền cọc nó cũng không có nhiều cả nhà. Ví dụ như lên lấy thì cọc 500 triệu đó, còn với trong vòng 3 ngày là lên lấy. Còn ví dụ như mình muốn chuyển đủ hay muốn chuyển nhà người nhà lấy thì mình báo với tình thôi, chuyện nó cũng rất là đơn giản. Ví dụ anh em nào không có số tài khoản, không dùng thẻ ngân hàng thì mình có thể nhờ người thân hoặc là ra các dịch vụ nhà người ta chuyển giùm đó. Thì thôi mình cũng nói sơ qua vậy thôi nha cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ đi vào vấn đề chính ha. Tình mới về được một chiếc Funel nè, Funel bình xăng bánh căm thắng đĩa nha, xe mình bán có hơn 10 triệu thôi. Bên hôm nay đặc biệt mình về một cặp xe cúp này rất là hiếm nha cả nhà, một chiếc cúp 89-90 có đề nha, xe zin nguyên con nha cả nhà, zin tuyệt đối nha, chưa lai bất cứ một cái gì nha cả nhà. Đó, và bên đây là một chiếc 86-50 nè, xe này kim vàng giọt lệ ha, cũng chưa lai một cái gì luôn. Một cặp xe này tình rất là ưng ý nha. Đó, thì ba chiếc này mới về tới đây. Bây giờ mình sẽ đi quay chi tiết chiếc xe Funel đầu tiên nha. Đây, chiếc xe Funel này thì sản xuất năm 2010 nha cả nhà. Đây, chuẩn 2010 nha. Để mình coi cái đầu số máy bao nhiêu. Coi chừng xe này là đầu số máy hiếm một cái nữa là đầu số máy là 016 nha cả nhà. Chuẩn 2010 nha, hộp sơn còn zin luôn. Không phải, cái này là 016 là nó không phải là 2010 đâu. Cái này chắc là 2007-2008 nha cả nhà ha. Đó, đầu số 29 mới là 2010. Ở đây tình nhìn cái xe là mình sẽ đoán được ra năm nha, nhìn số máy thôi là mình đoán được ra năm sản xuất nha cả nhà. Đây là chiếc đây là chiếc Funel đời 2008 nè. Đó, cái này là dàn áo zin nha. Tem thì có hơi chầy cái chữ Funel này xíu nè. Đó, còn tất cả trên này là còn hết nha, lốc máy chưa sơn lại nha cả nhà. Đây, xe này để tình nhìn cái đầu cái. Cái đầu này thì mình nhìn là chưa có dấu hiệu mở máy nha. Còn mà người ta mở lâu năm rồi hay không thì mình không biết nha. Đây, cả nhà nhìn kỹ giúp tình nè. Đó, thì mình bán cái giá mềm, bán có hơn 10 triệu thôi, cho nên là kệ rớt hay không thì mình cũng không quan trọng lắm. Tại vì cái giá mình lấy thì mình lấy cũng hơn 10 triệu thôi, cho nên mình cũng bán hơn 10 triệu. Cái xe này mà tình lấy dưới giá 10 triệu nha, là tình nghỉ nghề xe nha cả nhà. Cho nên là anh em đó, là tổ nghề cũng sẽ không đãi, không ưu đãi tình đó nha. Mình nói rồi, mình bán là thề vậy là mọi người biết rồi. Nói chung mua bán là mình thật lắm, mua nhiều rồi mình nói nhiều rồi. Đó, mua trên 10 triệu, bán cũng trên 10 triệu luôn. Cho nên là anh em cứ yên tâm là mình không bán mắc nha, không mua rẻ bán mắc nha. Đây, lốc chưa sơn lại luôn. Có nhiều anh em nhắn tin lên hỏi sao bán lỗ cũng cứ bán, nhưng mà người ta không có hiểu cái cách mua bán của tình. Có nghĩa là mình không muốn hàng tồn đó cả nhà. Mình bán thời gian mình bán 1-2 tập mà mình không bán được là mình xả, mình bán lỗ. Chứ không phải là tự nhiên mình mua về mình bán lỗ đâu. Có nghĩa là cái xe đó nằm 1-2 tập video mình nó bị cái nó không có duyên á, nó không có bán được, cho nên là tình xả lỗ, chứ không phải là tự nhiên mình mua về bán lỗ. Đây, rồi có mấy anh thợ, có mấy anh mà mua bán chung á, thấy mình bán được cũng vào xem xong rồi nói tôi cũng cùng nghề mua bán, anh đừng có nói mua bán lỗ. Nó cái đó là người ta cũng không có xem video của tình nhiều cho nên người ta không có biết. Thì mình cũng nói sơ qua vậy. Đây, bên đây là bô zin luôn nè, lốc máy đồ này kia. Nói chung chiếc xe này là chưa dọn cái gì nha cả nhà ha, chỉ có sơn lại cái cản thôi. Đó, thì cái này nó chắc xe ha, xuống theo thời gian thôi.
Xe này thì biển số 21 là cái biển số hơi cũ, mình đang tháo ra đây để một lát để cho anh em đi làm nha. 60937. Tại vì anh Tuấn anh đi gom xe rồi cho nên là mình sẽ để một cái số điện thoại của Tình thôi ha. Ví dụ như Tình còn nghe máy có nghĩa là xe còn, mà Tình không nghe máy nữa thì xe đã bán rồi nha cả nhà. Tại vì có 3 xe thôi, cũng thông cảm giúp Tình nha. Rồi chiếc này Tình bán 13 năm nè, anh em nào nhanh tay thì mua được ha. Full nail đời 2008, bánh cầm đĩa, xe zin tuyệt đối nha. Chưa sơn sửa dọn tút, đó, sơn sửa dọn tút tặng xe nha. Cầm zin nè, lát nữa rửa cái cầm này đi nè. Xe Tình mới về nha, chưa rửa. Lát rửa cầm nha, đất bám không là cầm này rất là đẹp nè. Nhưng mà đang đất bám nè. Lấy cái cước đó, chà mấy cái cầm này đi. Đây ốc nè cả nhà nhìn ha, rất là đẹp nè. Phục nè, đó, phục chưa sơn lại luôn. Rồi 13.500.000, đẩy ra rửa mấy cái cầm trước sau đi ông Khoe. Rồi bên đây là chiếc xe 89-90 nha cả nhà. Xe 90 nha, có đề nha cả nhà, để một lát nữa Tình sẽ đề nha. Zin tuyệt đối nguyên con luôn, chưa sơn lại ha. Đây cả nhà nhìn lốc nè. Đây tem nè, quá đã ha. Xe này mà nếu mà gặp đúng người, người ta sửa lại, nếu mà đúng thợ người ta sửa lại, người ta bán mười mấy triệu, 20 triệu là đơn giản. Tại vì cái dòng có đề này á, cấp 90 mà có đề nè, quá dữ. Dòng này là hơi bị hiếm luôn nha cả nhà. À bô zin luôn nè. Đó, đây lốc máy phục. Rồi đây để mình đề thử nè. Quá đã. Xe này mà chở hàng là vô địch thần kiếm nha cả nhà. Xe đang nổ máy. 89-90, cái biển số cũng hơi cũ. Tình lát nữa quay trong video là mình sẽ cho đi làm lại cái biển số ha. Làm lại mới cho anh em luôn, thì sẵn đi luôn. Làm tiền biển số chắc hết trăm mấy ngàn á. Lát nữa mình sẽ cho đi làm mới luôn. Rồi như chiếc này thì 89-90 đúng không? Rồi chiếc này mình sẽ bán theo cái 89-90 luôn, mình sẽ bán là 98 luôn nha cả nhà. Đó 9.8 triệu nha, không bớt 1.000. Và tiền ship thì tính thêm nha cả nhà. Còn có mấy chiếc rồi cho nên mình bán cái giá cân đối, bán cái giá dễ thở để cho anh em mình cân đối mua, khỏi phải nói tới nói lui ha, khỏi phải trả giá tới trả giá lui. Xe vẫn đang nổ máy nha cả nhà ha. Trời ơi, cái máy nó nghe không nghe tiếng máy luôn cả nhà, quá dữ luôn. Rồi 9.8 triệu. Rồi chiếc cuối cùng đây, chiếc cuối cùng là chiếc 86 nha mọi người, lưu ý nha, 86-50 nha. Đó, màu xanh rửa cái cầm cái xe đó đi, hai cái xe không rửa cầm này nó đang thui kìa. Xe cái cầm xe đó lấy cái cước cái rửa cái cầm xe full nail kìa, cái cầm nó đẹp vậy mà đất không kìa. 86-50 này, máy em đứt đây nữa nè. Tại ông coi mấy cái cầm ông có rửa tới đâu nè, mang ra rửa đi. Xe này thì Tình mới về tới cho nên thợ mới xịt nước qua, chưa có rửa cầm á cả nhà. Đó, đang kêu Tình đang kêu ông đi rửa sơ cho nó sạch về mình sẵn sàng. 86-50 nha, kim vàng giọt lệ nha cả nhà. Đây đồng hồ zin nha, nước sơn zin nè, chụp đèn zin xe này nè, đó chóa đèn zin luôn nha, quá đã. Cái này thì mấy cái này xưa giờ thì người ta chạy thì mấy cái bẩn thì chắc là bẩn lô rồi, bẩn này thì người ta lắp cho nó đẹp thôi. Đây tem zin luôn cả nhà ha, phục zin nè, lốc mà quá đẹp luôn nha. Đây để mình đạp thử một cái xe này nó còn êm dữ nữa. Xe 50 mà 86 mà 50 nó êm hơn cái chiếc 89 luôn nữa, đừng nói. Đó rớt rồi là nổ. À, để mình nghe tiếng máy thử ra, quá đã. Cả nhà có nghe tiếng máy không? Rất là êm ha. 86-50 xe này thì thích hợp cho tất cả mọi người. À, đã hao xăng xe này thì đi là bao cài nha cả nhà, bao cài ha. Xe vẫn đang nổ máy. Xe này nước nổ đổ lên, nổ lên hết xăng mới tắt thôi.
Mấy xe ngày xưa này cái độ bền của nó cực kỳ cao. Ba ga của nó chứ, đang ba ga zin luôn nè, ba ga bự. Rồi, giá tình bán là 7.800.000 nha. Anh em nhanh tay mới mua được chiếc này nha. Giá có 7.886.50. Cái này thợ mua về sửa bán mười mấy triệu là đơn giản nha cả nhà. Ở đây mình bán mình biết cái giá thợ người ta bán bao nhiêu luôn đó. À, nhưng mà mình đây cái tay cầm của nó zin đang còn cái cao su luôn này cả nhà thấy không? Quá đã không? Cầm zin luôn nha. Đó. Quá đã. Đèn còi xin ăn đầy đủ. Cái này cũng còi thôi, xin ăn mất tiêu rồi. Chắc là hết bình rồi. À, con này thì biển 29 nha cả nhà. Con này mình cũng cho đi làm biển số luôn. Đó. Ba chiếc này tình mới nhập về tới nha cả nhà. Mới bóc cái đây, mới bóc keo đang dùng ở đằng trước đó cả nhà. Đó, cái đó là cái mọc xe người ta ship tới cho tình đó, tình mới cắt tình bỏ ra ngoài đó thôi. Rồi. À, xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà sẽ nhanh tay mua được những cái xe này nha. Anh em nào may mắn mua được thì nói chung 4 cái xe hồi sáng mình đăng á, đúng anh em mới đăng lên có 2 phút và một anh ở như Tây Ninh ảnh mua được một chiếc nè, một anh ở Sài Gòn mua được chiếc AB nè, một anh ở dưới miền Tây mua được chiếc Jupiter Gravita và một anh nữa cũng ở thành phố mua chiếc Mio. Đó là 4 người mua được ha. Xin chúc mừng 4 người may mắn nha. Rồi xin chào cả nhà nha.